Tô Lâm khó chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Nhiều động thái gần đây cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đang tìm cách loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư. Đó là biểu hiện về sự thất thế của Tô Lâm trước Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù ông đã trở thành người tạm nắm quyền Tổng Bí thư. Theo giới thảo tin, tại thời điểm hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn trước Tô Lâm với tỷ lệ rất sát 51/49. Ông Tô Lâm đang có chính sách siết chặt quyền của người dân và gia tăng làm lợi cho ngành công an. Việc tăng cường lực lượng an ninh cơ sở hay cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được hưởng đến 70% tiền phạt người dân là những minh chứng cụ thể nhất. Có nhiều lý do khiến cho Tô Lâm khó có thể vượt qua được Thủ tướng Phạm Minh Chính để giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Thứ nhất là mối quan hệ của ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính ngay sau khi nhà nước Việt Nam công bố tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để thắp hương tưởng niệm. Sau đó, ông Tập đã cử ông Vương Hữu Ninh, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Trung Quốc đến Hà Nội để dự quốc tang của Tổng Trọng. Một nội dung quan trọng hơn mà ông Vương Hữu Ninh sẽ thảo luận với ban lãnh đạo Việt Nam, đó là về nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mất. Chưa rõ lựa chọn của Bắc Kinh là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có lợi thế hơn Tô Lâm, vì từ khi ông Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông đã được ban lãnh đạo Bắc Kinh chấm sẵn. Thứ nhì, ông Chính nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ của đa số giới chức, tướng lĩnh quân đội và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thứ ba, tại hội nghị Trung ương tới đây, dù là hội nghị thường niên hay bất thường thì Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức đề cử ra lãnh đạo kế nhiệm chức Tổng Bí thư. Đây là nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, lấy sự đồng thuận của số đông trong Đảng. Đây cũng là khó khăn rất lớn với ứng viên Tô Lâm. Để vươn tới ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14, Tô Lâm phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Ông phải nhận được đa số phiếu từ hơn 1.500 đại biểu dự đại hội lần thứ 14 để được bầu vào Ban chấp hành Trung ương mới. Sau đó, ông phải được Ban chấp hành Trung ương khóa 14 bầu vào Bộ Chính trị. Cuối cùng, Tô Lâm phải được Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Trung khóa mới chính thức bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm hiện là lãnh đạo có quyền lực rất lớn trong Đảng. Ông có quyền uy với đa số lãnh đạo cấp cao của Đảng. Bởi trong tay ông và Bộ Công an có một tàng thư tập hợp các vết chàm của tất cả các lãnh đạo cấp cao từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, việc bỏ phiếu kiến tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương là điều mà Tô Lâm không thể kiểm soát được. Kết quả kiểm phiếu cũng được công bố ngay lập tức. Khi đó, Tô Lâm sẽ trở tay không kịp. Chủ tịch Tô Lâm hiện đã trở thành người tạm quyền Tổng Bí thư. Điều này mang lại những lợi thế nhất định trong cuộc chạy đua cho chức Tổng Bí thư và cũng là cơ hội để ông đưa người của mình vào các vị trí trong Bộ Chính trị, các nơi đang còn trống khác để mà tăng cường sức mạnh cho phe Hưng Yên của chính ông. Từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 còn 16 tháng, đây là thời gian đủ dài để các phe trong Đảng tìm mọi cách làm chủ tình thế với mục đích tranh giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm khó chiến thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư. Tô Đại ra tay diệt Thủ tướng nhưng phải dè chừng phản ứng từ phe quân đội. Ngay sau khi Tổng Trọng qua đời, giới phân tích quốc tế khẳng định diễn biến chính trường Việt Nam sẽ còn phức tạp và quyết liệt hơn trước rất nhiều. Nguyên nhân vì trung tâm hòa giải long trọng không còn nữa, khiến các phe cánh trong Đảng sẽ quyết chiến một phen, một mất một còn. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo.de biết rằng cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư đã trở lại ngay sau khi kết thúc quốc tang của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, có khả năng cao Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký sẽ bị ký khởi tố và bắt giam nhằm tạo sức ép buộc Thủ tướng Phạm Minh Chính phải bỏ cuộc đua giữa chừng. Nguồn tin nội bộ cũng cho biết Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã bị triệu tập về Bộ Công an ở Hà Nội để làm việc. Đây được cho là kết quả của kế hoạch từ tháng 8 năm 2022. Tô Lâm đã đưa Giám đốc Công an tỉnh An Giang là ông Đinh Văn Nơi ra Bắc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh với nhiệm vụ tìm ra sai phạm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến thời kỳ ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy ở Quảng Ninh. Nếu ông Nguyễn Xuân Ký phải vào lò trong thời gian tới đây thì tương lai chính trị của ông Chính cũng sẽ bị đe dọa, nhất là tại thời điểm hiện nay khi ông Chính đã có uy tín với giới tướng lĩnh quân đội cũng như lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Nội bộ cấp cao của Đảng từ đầu năm cho đến nay có những thay đổi khá lớn mà giới quan sát gọi là địa chấn chính trường. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là kế nhiệm Tổng Trọng giữ chức Tổng Bí Thư thì vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Chủ tịch nước Tô Lâm hiện chỉ là người tạm quyền Tổng Bí Thư sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Được biết cả Tô Lâm và Phạm Minh Chính đều là hai ứng viên hàng đầu cho chức Tổng Bí Thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Đồng thời cả hai đều là đàn em của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thông thường ai là trưởng ban tang lễ thì đó sẽ là người kế vị. Việc Tô Lâm là trưởng ban tang lễ là việc đương nhiên. Nhưng tại sao trưởng ban tổ chức lễ tang lại là Đại tướng Lương Cường, thường trực ban bí thư, chứ không phải là một phó thủ tướng như theo quy định? Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe tướng lĩnh quân đội đang bắt tay nhau để tìm cách cân bằng và điều chỉnh quyền lực của Chủ tịch Tô Lâm. Cuộc chiến đấu quyền lực giữa phe quân đội và phe công an đã bắt đầu. Việc Tô Lâm phải chủ động khai hỏa tấn công Thủ tướng Phạm Minh Chính là điều bắt buộc và là phản ứng cần thiết. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hành động của Tô Lâm sẽ lợi bất cập hại, thậm chí mất nhiều hơn được. Lý do là khác với các lãnh đạo thuộc khối dân sự, giới lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng nên ông Tô Lâm và Bộ Công an không thể đụng tới. Việc Tô Lâm chủ động tìm cách loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn là một đồng minh càng khẳng định điều công luận lâu nay vẫn cho rằng Tô Lâm là một kẻ vì tham vọng quyền lực cá nhân, sẵn sàng thanh trừng bất kỳ đồng chí nào trong đảng. Tô Lâm đã đừng quên giới tướng lĩnh quân đội là lực lượng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh nạn tham nhũng quyền lực của Chủ tịch nước. Điều đó sẽ kích hoạt việc Bộ Quốc phòng lật lại hồ sơ để thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng. Sai phạm của tập đoàn Xuân Cầu là liên danh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội chiếm dụng hàng chục hectare đất ở khu vực Đài Phát Thanh Mễ Trì và thủ đô Hà Nội. Dường như có nhiều chỉ dấu cho thấy điều đó đã buộc Tô Lâm phải khởi động sớm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm ra tay diệt Thủ tướng nhưng phải dè chừng phản ứng từ phe quân đội. Vết nhơ Ciputra của Tổng Trọng, Tô Đại hay Thủ tướng, ai là thủ phạm đây? Vào trung tuần tháng 5 năm 2024, ông Trọng vẫn chủ trì phiên họp cán bộ chủ chốt với cơ cấu tứ trụ mở rộng, có vẻ sức khỏe bình thường. Và sau đó, trước khi qua đời, theo truyền thông nhà nước, Tổng Trọng vẫn ngồi đọc tài liệu trên bàn làm việc tại phòng điều trị của Bệnh viện 108. Cũng trước khi Tổng Trọng qua đời, mạng xã hội xôn xao về dự án khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra. Đây là vụ án bê bối xảy ra cách đây 20 năm, bị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra thảo luận về vấn đề thực hiện kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm trong thực hiện công vụ. Trước đó vào cuối tháng 11 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công báo kèm theo hồ sơ tài liệu gửi tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về hồ sơ điều chỉnh dự án khu đô thị Nam Thăng Long. Tuy nhiên, sau gần một năm, Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa nhận ý kiến của Hà Nội, mặc dù bộ này liên tục ra văn bản đôn đốc đề nghị thành phố Hà Nội sớm cho ý kiến để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Một câu hỏi đặt ra là trong những ngày cuối đời, Tổng Trọng có biết về đề tài rất nóng này liên quan đến trách nhiệm của ông từ thời giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội hay không? Câu trả lời là có, thậm chí Tổng Trọng còn nắm rất rõ. Tại hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4 tháng 7 tại Hà Nội, dù vắng mặt, ông Trọng vẫn gửi thư chỉ đạo hội nghị. Theo đó, ông yêu cầu Bộ Công an phải chấm dứt tình trạng để lọt lộ các tin tức thuộc loại tin nội bộ, mà theo ông là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Phải chăng Tổng Trọng cũng đã rất lo lắng về thông tin liên quan đến dự án Ciputra, và điều đó có liên quan gì vào cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng hiện nay? Trong thời gian vừa qua, khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra là một trong những khu đô thị mới đầu tiên do nhà đầu tư của Indonesia và Việt Nam hợp tác liên doanh xây dựng tại Hà Nội từ năm 2002 với quy mô 300 ha và tổng số vốn khoảng hơn 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, chỉ vì một quyết định vội vã của lãnh đạo Hà Nội khi đó là Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hoàng Văn Nghiên, sau khi duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án này sớm hơn 16 ngày so với ngày công bố giá đất mới theo luật đất đai, đã khiến cho ngân sách nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng. Theo đó, lãnh đạo Hà Nội áp giá đất cũ của dự án này thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều, chỉ từ 620.000 đồng đến 1.500.000 đồng một mét vuông. Sau đó 16 ngày, theo luật đất đai, giá đất mới được công bố và áp dụng từ 6.400.000 đồng đến 12 triệu đồng một mét vuông, cao từ gấp 8 đến 10 lần, đã có những báo cáo và cáo buộc với lãnh đạo Hà Nội lúc đó về việc nhận những món quà biếu với giá trị hàng triệu đô la. Nhưng tại sao sai phạm của dự án Ciputra lại nổi lên vào lúc này và thủ phạm là Chủ tịch nước Tô Lâm hay Thủ tướng Phạm Minh Chính là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Rõ ràng việc khơi lại vụ Ciputra chắc chắn là mục đích đánh thẳng vào Tổng Trọng, nhằm đẩy ông Tổng Trọng vào tình thế phải chấp nhận rời bỏ cương vị Tổng Bí thư khi chính trường bước vào thời kỳ cuối của giai đoạn đấu đá quyết liệt nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính rõ ràng không có lực lượng điều tra, nhưng cơ quan thanh tra chính phủ được Thủ tướng chỉ đạo sẽ tiếp tay cho Bộ Công an, nghĩa là giữa ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính có sự liền mình. Vào thời điểm từ đầu năm 2024 cho đến Hội nghị Trung ương 9, Tô Lâm nhận thấy sức khỏe của Tổng Trọng đã xấu đi nhanh chóng, nên dường như đã quyết định bồi cú đánh đo ván mang tên Ciputra. Điều đó dẫn đến sự qua đời nhanh chóng ngoài dự đoán của Tổng Trọng hay không thì vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, khả năng Tổng Trọng tự rút ống thở để tránh né và bảo toàn danh dự, danh tiếng là người liêm khiết, không dính dáng đến tham nhũng cũng là điều khó có thể loại trừ. Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất khi Tổng Trọng qua đời cũng là một phần của câu trả lời. Cái tên Ciputra là vết nhơ khó rửa của Tổng Trọng. Nhắc tới Ciputra, người ta sẽ nghĩ ngay tới người đốt lò. Đây là bằng chứng cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không trong sạch như đa số người dân Việt Nam vẫn lầm tưởng. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vết nhơ Ciputra của Tổng Trọng, Tô Đại hay Thủ tướng? Ai là thủ phạm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de